Này. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, hôm nay kênh Yêu Cây lại đến với vườn Thượng Uyển của bạn Triệu Quang Đạt và bạn Tùng Lâm Triều Cường. Hai cậu cháu tí nữa có một cái sân chơi. Nói đến vườn Thượng Uyển của bạn Tùng và bạn Đạt thì anh em đã biết rất rõ và có rất nhiều cái tác phẩm nổi tiếng hàng đầu Việt Nam rồi, nhưng hôm nay ở video này kênh Yêu Cây sẽ review tới quý vị và các bạn những cái cây, những cái tác phẩm hàng bưng bê, bê tay chúng ta cùng ngắm. Chào Tùng nhá. Xin chào Thọ, xin chào, chào anh em kênh Yêu Cây. Chào Trần Tuyển. Chào tất cả các bác yêu hoa cây cảnh trên đất nước. Đây này, quý vị và các bạn, hôm nay có nghệ nhân Trần Tuyển nữa này. Nghệ nhân, anh nói đi. Nghệ nhân rất là nổi tiếng. Bây giờ cây của em là đều phải nhờ nghệ nhân làm cho đấy quý vị ạ. Em là gương thôi, chưa thành giờ đâu. Nếu mà nhờ nghệ nhân Trần Tuyển mà nghệ tuyển mà làm là phải đặt lịch đấy. Đặt lịch đấy. Tôi biết là sang năm là hết tháng riêng là sửa cây với cả anh Châu là vội lắm rồi đấy. Thế là hôm nay mình với Tùng phải đặt lịch mời lên. Đặt lịch mời mãi đấy mới lên đấy. Em thì chưa nghệ gì, chỉ đang học trộn bữa thôi. Trộn bữa. Tùng ơi. Ơi. Bua bóng này. Hôm nay mình mới mọi lần mình lên mình cứ tập trung vào ngắm cụ Khổng Tước đúng không? Khổng Tước mới lại tác phẩm Tam Giới của bạn, nhưng hôm nay thấy cái vườn bưng bê tay của bạn này khá là đẹp, nhưng bạn có thể giới thiệu cho anh em một vài tác phẩm bạn yêu thích được không? À thì ở trên này thì một số tác phẩm thì mình cũng nói chung tác phẩm nào mình cũng thích. Thế nhưng mà đây thì bên này hai cậu cháu cũng để được một số cây. Đây là hai bạn này. Hay là thôi chúng ta cứ ngắm dần đi. Bạn cứ ngắm dần, bạn cứ đây cả là khả năng bộ ba của bạn đúng không? Đúng rồi. Ở giữa là si đúng không? Si, cây si. Cây si và ở hai cây tượng. Hai cây tượng này là anh Châu, cũng là anh Châu làm. Cái tượng này là anh Châu làm, là bạn anh Châu mua cái tượng tàu này. Của các người đi mua tượng của nghệ nhân đấy. Xong anh ghép hàng chục cái cây đều bị chết hết, chỉ còn mỗi hai cây là sống. Thì tôi mua lại của anh Châu. Tức là trước đây là cây của nguồn gốc của chú Châu đúng không? Đúng rồi. Đây là bạn này, nó có mộc triện đây này. Đều là tượng của các cái lò bên kia. Nhưng mà trông cái tượng có hồn nhỉ? Đấy. Tượng cây cụ này là cụ gì đang kiểu như nhổ cây nhỉ? Cái này là tôi với anh Châu ngày xưa làm là lỗ Chí Thâm nhổ cây. Lỗ Chí Thâm nhổ cây. Đây còn cụ này này. Okay. Cụ này là cụ đang soi dế, mải soi dế. Đây là con dế đấy bạn nhìn này. Đấy. Còn đâu là tích như thế nào ở bên tàu thì tôi chưa biết. Tức là nhưng mà đây là cụ ấy soi dế, thế là lâu quá thế bị cái cây này nó trói lại. Đây này bạn này, cây tượng này cũng đẹp lắm, đây cũng mộc triện đầy đủ đây bạn này. Đây. Đấy. Đấy, bạn nhìn chưa? Đẹp không? Nhìn okay. Ngón chân ngón chiếc đầy đủ lắm. Tượng bên tàu người ta làm đẹp lắm bạn. Nói chung chơi này thì cũng hơi bị cầu kỳ đấy. Bạn okay. Nhìn này, râu riếc này, mắt miếc. Tượng đẹp lắm. Đây, bạn nhìn rõ chưa? Nhìn rõ mà nhìn có hồn nào. Đấy. Trong hàng mini của anh Tùng thì hai con đấy là đẳng cấp nhất rồi. Đẳng cấp nhất à? Thật sự. Đấy. Mình chơi cái này, chơi bộ ba, PC này mình để giữa. Có gì là kèo. Anh Tùng khai thác sao cái kèo lộ ra tí nữa. Kèo quá đẹp. Mà già lắm anh Tùng nhỉ? Chắc cũng phải là tương đối rồi thì là cũng là khao lão một hai lần. Khao lão một hai lần. Khao lão á? Khao lão rồi đó. Ok. Đây Thọ này. Chúng ta sẽ sang đến tác phẩm Si. Mã đáo thành công. Mã đáo thành công à? Rồi. Đây tác phẩm này là mình làm được 9 năm nay rồi. 9 năm nay. Từ một cái cây nó bụi nó mọc ở ven đường. Mình cắt về tự mình làm. Sau khi chúng ta xem xong cái video này thì tức là bạn Tùng đã truyền động lực để cho anh em tiếp tục đi đào. Đâu đợt đấy là xây nhà. Xây nhà.
Thế là có cái cây nó mọc ơi. Mai. À, đẹp quá nhỉ. Đây quý vị ơi. Đấy. Đấy. Nó mọc ở trước nhà, thế là mình cắt xuống thì mình dâm mình trồng đấy chứ. Thọ rồi chưa? Thế mà không biết chín năm trước mình. Mình cũng xây nhà. Được không? Nó đẹp bạn ạ. Trông tổng bóng đẹp quá nhỉ. Trông trông cái tác phẩm này mình thích cây bụi rừng của nước ngoài á. Thế mình làm cây này nó không, cái cây này nếu mà quay đẹp kỹ, làm kỹ hơn là mấy anh video trên tàu ấy. Trên tàu ấy, đúng không? Đây quý vị ơi. Em không phải ấy đâu, nhưng mà không phải là khen bạn. Không phải đâu, bởi vì là cái cây bonsai Việt Nam mình làm kỹ hơn nhiều chứ. Thế á. Tưởng đâu. Bạn phải nói thật đấy nhá, bạn mà cứ khen tôi quá tôi phổng mũi là chết đấy. Đấy, đẹp không? Quá đẹp. Đây cái bộ chân bệ anh Tùng anh sắp rất là thuận căn ấy, mà từ cái chậu rất mỏng. Trông cây bụi như thế này thôi nha thọ nha. Nhưng mà mảng khối nó phải như thế nào đấy? Để nó chạy theo nó thuận căn. Đây này, thọ này. Thọ nhìn xa này. Cây này. Vẫn phải có cây hoành này. Vẫn phải có thằng chủ này, vẫn phải to nhất này. Đúng không? Mà tất cả tay bông làm sao nó bệ rễ cũng đẹp đúng không? Tay bông rồi thân thiết. Tóm lại là làm sao là phải thủng hết. Sắp đặt làm sao nó phải có trong có ngoài, có ẩn hiện trên dưới. Không vướng nhau. Vướng mà lại không trông. Ngày xưa đó là 9 thân thọ ạ. Nhưng mà qua quá trình nó to lên nó chật quá tôi bỏ bẫn một thân. Ngày trước là Mã Đáo thành công là 8 con ngựa đúng không? Vâng. Ngày trước là cửu long là 9 con rồng. Bây giờ bỏ một thân đi còn là 8 con ngựa. Xong nếu mà mai sau chật quá có thể thành thất hiện. Thất hiện đấy. Mình phải biến tấu thôi thì cây cảnh nó là bộ môn. Đây à, bây giờ còn một tác phẩm Phật thủ. Phật thủ à? Cái Phật thủ này là ai đặt tên? Ông Tuyển đặt tên à? Ông nhà thơ Dương Hùng. À, ông Dương Hùng đặt tên à? Ông mà nhìn như quả Phật thủ à? Cái này mua của anh Triệu mấy anh bàn chọc này. Triệu Bùi á? Ừ. Cái này chưa rối lắm, anh Tùng anh đã làm lại bông và sắp đặt lại nhiều ấy. Thì trước cây nó rối là nhiều đầu bú bú. Anh Tùng về anh triển khai lại bây giờ nó mạch lạc hơn nhiều đấy. Nó nở nó khoe thân hơn nhiều. Cũng gọn gàng dễ nhìn. Nó nở nhiều. Bởi vì cái này hôm thọ còn nhìn tôi làm từ đầu đến đúng cuối. Đúng rồi, bởi vì cái ngày mà mình cũng mới sang bên vườn cơ. Là thấy Tùng đã vật cây này làm rồi. Nhưng mà đợt này trông nó phì ra nhỉ? Phì ra nhiều. Phì nhiều mà nó thụ cây. Đẹp. Hai là đây quý vị ạ, và các bạn không hề nhưng mà phải nói là một ngày trên trời bằng cả năm dưới đất thật. đây là chúng ta đang ở trên vườn Thượng Uyển tầng 10 sao ấy quý vị. Nhà là trên đấy, đẹp quá bạn nhỉ. Ok, chúng ta đây. Bạn ơi, còn mấy tác phẩm dị của bạn tớ muốn xem đây, luôn. Đây đây đây. À. Tác phẩm này này. Tác phẩm này đẹp lắm. Tác phẩm này là ngày xưa là mình cứ gọi là cầu kiều. À. Thế xong rồi anh Châu anh ấy lại cài đá này. Xong rồi bạn sang bạn quay cái led đá ở bên này. Tuyền vào gì view đi. Anh chưa, nói chưa giọng hiểu. Không cho Tuyển hiểu về cây ấy. Thì nói đi. Vì là nói thế thôi mấy anh em YouTube. Tôi là đứng ở trước ống kính này tôi nói nó nhiều khi nó không lưu loát bằng ngồi trên bàn rượu. À, cái này phải để cho ông Tuyển. À. Đây này bạn này, đá này nó chạy này. Nhè đá vào đây xong rồi nhè đá xuống đây này. Nói chung là nhìn một cái tác phẩm này chúng ta phải tìm được cái điểm xuất phát. Thì điểm xuất phát của nó là từ điểm này. Cũng tính như theo chân bệ ấy. Cái điểm xuất phát đây thì nó sẽ có những nét ẩn nét hiện. Đây. Thì cái điểm xuất phát từ đây kể cả đá với chân bệ nó sẽ xuất phát ở đây nó chạy theo. Thì đến đây thì bắt đầu lại là dùng để cây để che khuất những cái điểm ẩn của đá và dùng cây để làm nét hiện. Thì đến đây thì chúng ta hình dung là cái cả một cái dưới đá cái như một cái cầu nó chạy dọc lên này. Một cái cầu chúng ta sẽ có những con rồng hoặc là những cái hình vẽ như phượng trang trí họa trang ấy. Thì đây dùng cây và đá để nó kết hợp với nhau để thành những cái nét mà nó phụ họa cho nhau như thế.
Thì khi mà chúng ta nhìn tổng thể cả một cái bức tranh ấy, cũng như tranh nghệ thuật ấy, thì không bao giờ người ta vẽ, ví dụ vẽ một cái cây hay vẽ một cái người, người ta không bao giờ vẽ cả một cây một người, đấy không phải tranh nghệ thuật. Tranh nghệ thuật nó phải có nét ẩn nét hiện và nhìn nó phải có sự trừu tượng. Thì chúng ta nhìn cái điểm xuất phát của đá ở đây thì nó sẽ ở đây. Ở đây thì tất nhiên là nó sẽ phải có điểm hiện ở đây và điểm ẩn ở điểm hiện ở đây. Hay nhìn tổng thể nó sẽ thành cây với đá nó quẹn nhau thành một cái cầu kiều. Đấy là một cái tác phẩm cầu kiều nó mà cái nét đá của làm Dù Châu ấy, nó cùng với bộ chân bệ nó kết hợp với cả cái đường thân nó đều có ý nghĩa cả. Đẹp quá. Đây là, đây là điểm đá với nhau này, xong rồi đá quẹn với cây này. Nó... Không, cái mặt này mới là mặt trước bạn. Đúng rồi, đây là mặt trước. À, bạn ơi, tớ thấy một cái tác phẩm kia giống như tác phẩm gì của anh Cường nhỉ? Anh Cường cổ loa nhỉ? Đấy. Thân thổ đẹp nó đang bé hơn tí thôi. Ông Nhật với ông Lâm hôm gì lên đây cũng soi đấy. Bảo, à, soi. Tinh lắm đấy. Soi à? Bảo cây này có vẻ. Cây này của bạn ấy, của Đạt. Cây của Đạt. À, cây Đạt à? Một thân hoành, thân trực. Cái này thì nó là trực hoành hay là gì hả anh Tùng? Nó đúng ra là nó cũng là cây trực hoành. Nhưng mà thằng này thì rõ ràng là hoành rồi. Nhưng mà thằng này cũng có thể nói là siêu hoành được. Siêu hoành, đúng không? Tức là nhìn với cái mặt này thì nó đang ở nó là trực hoành. Nhưng mà nếu mà nhìn nghiêng ở cái mặt của bạn thì là siêu hoành. Siêu hoành. Ừ. Đấy. Cũng có hay tuần nhỉ. Nó thực ra một cái cây này nếu mà nhìn kể cả song hoành cũng đẹp. Tổng thể ra thì nó là một cái dáng tổng thể rất hay nhá. Nó vừa có thể là trực, nó vừa có thể là hoành, nó vừa có thể là siêu được. Ừ. Tại vì nếu mà so với cây trực thì đây chính là tay chốt 1. Đúng rồi. Xong đến tay chốt 2, tay chốt 3, tay chốt 4 và ngọn. À. Được chưa? Đấy. Nếu mà xem tổng thể đây thì đây nó không hề phân thành hai thân mà nó cùng một cái điểm xuất phát đúng không ạ? Thì đây có thể tính đây là tay chốt 1 này. Đây là tay chốt 2 này. Đây là tay chốt số 3 này, tay chốt số 4 này, 5 và ngọn này. Còn nếu mà chúng ta phân tách ra thì nó cũng vẫn là một cây trực hoành và nó cũng có thể là một cây siêu vì nó cũng nếu mà xeo đứng chiều này nó cũng đang một cây dáng siêu. À, đây đúng không ạ? Đây đứng chiều này thì nó cũng đang một cây dáng siêu nếu chúng ta nhìn có một cái nhìn đa chiều và nhìn mọi góc cạnh. Tức là nó cây này nó có rất nhiều điểm nắm và nó có rất nhiều hình tượng. Vâng đúng ạ. Mà hai cái tỷ lệ của nó rất tỷ lệ rất đẹp anh hình tỷ lệ cân đối đúng không? Tay chốt 1 đến tay chốt 2 nhá, rất đồng đều, tay chốt 2 đến tay chốt số 3 đây. Xong nó giật đây và các cái điểm này những cái điểm này ví dụ điểm là điểm luyện rất dẻo đúng không? Cắt giật cũng rất nhiều lần đấy, chuyển nhá. Chuyển xong lại đưa nó múa sang bên này chứ nó không hề chọc mặt, không có điểm nào chọc mặt mà nó có khoe hết được. Căn cốt của nó đều thể hiện được rõ hết một góc nhìn và không có một điểm nào bị che cả, đúng không ạ? Và mọi góc nhìn nó đều có. Thằng hoành này nó cũng tương đối đẹp rồi, xong rồi nó có cái thằng bên trên này nó lùa theo. Đấy. Nó ăn làn với nhau. Đẹp quá. Hôm nào trời đẹp đẹp này, tối nên tớ phải review lại bạn ạ. Đấy, ok. Xin chúc mừng bạn Tùng nhá. Xin chúc mừng bạn Đạt. Có một cái vườn. Có một cái là nếu mà anh Tùng đánh cái này xuống một đêm mà được một tí nữa này thì điểm này nó sẽ ấm cái điểm này và quá đẹp đây luôn. Vâng. Đánh cái tay đấy xuống thành một tay đỡ và tay này nó bông lên đây. Chỉ cần chỗ này nữa thôi là cái cây này quá hoàn hảo và đẹp luôn. Rồi, bông. Đè được cái bóng đấy xuống đoạn đấy thì nó tỷ lệ gọi là quá chuẩn luôn. Không đúng rồi, nhìn trên khung ảnh là cái khoảng này nó hơi hở. Trống. Ok. Cái điểm đấy anh chỉ cần vua. Không, anh Tùng anh là vua bóng rồi thì những cái điểm đấy thì anh chỉ trong phút mốt thôi. Xin chúc mừng bạn Tùng, xin cảm ơn Trần Tuyển nhé. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại bạn Tùng cũng như là Trần Tuyển ở các cái video tiếp theo và chúng ta sẽ còn quay lại vườn cây Thượng Uyển này của bạn Triệu Quang Đạt nhiều lần nữa. Xin cảm ơn anh Lê Thọ, cảm ơn các khán giả. Em có gì chia sẻ đấy, các bác thông cảm nhé.